Mà đến cả động vật cũng hiểu thế nào là ân nghĩa oán thù. Trong cuộc sống này, không ít người cho rằng những loài động vật như là trăn rắn đều là những loài vật hung dữ, máu lạnh, chỉ biết tấn công và làm hại con người. Cũng như không ít người quan niệm rằng, động vật mãi chỉ là động vật, là loài sống theo bản năng, không hề biết đến tình cảm, cảm xúc, ân nghĩa, oán thù. Thế nên trên thực tế, điều đó không hoàn toàn là chính xác. Động vật thậm chí cả những loài máu lạnh cũng hiểu thế nào là lấy ơn báo ơn, lấy oán báo oán. Động vật cũng có tình cảm, cũng biết khóc, biết cười, biết vui vẻ, biết khổ đau. Hành động của con rắn khiến con người phải tự nhìn nhận lại mình, tự nhìn nhận lại cách sống, cách đối nhân xử thế của chính mình. Đừng làm hại bất kỳ loài vật nhỏ bé đáng thương nào chỉ vì suy nghĩ con vật này chắc chắn sẽ làm hại đến mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.